Xin chào quý phụ huynh và các em học sinh lớp 6. Như vậy thì ở video trước, thầy đã hướng dẫn lý thuyết của bài số 3, phép cộng và phép trừ các số tự nhiên. Trong video hôm nay, chúng ta sẽ đi đến phần bài tập. Bài số 1, tính. Như vậy, đối với những cái bài tập này các em, thì chúng ta sẽ áp dụng gì? Xem những bài tập nào chúng ta có thể áp dụng được tính chất phân phối. À, tính chất gì? Giao hoán kết hợp. Để chúng ta thực hiện bài toán cho một cách gì? Nhanh chóng nhất có thể và hợp lý nhất có thể. 1A 127 cộng cho 39 cộng cho 73. Thì thường á, chúng ta sẽ gì? Sẽ giao hoán và kết hợp những cái cặp số nào mà nó gì? Khi mà chúng ta cộng lại với nhau nó gì? Tròn chục, tròn trăm, tròn nghìn, đúng không? Vậy ở đây thầy thấy nè, 127 cộng với 73 ha, thì nó sẽ tròn trăm. Nên thầy sẽ sử dụng tính chất giao hoán để đưa nó lại với nhau. 127 cộng cho 73 và 39. Thầy ghi vào đây. Được chưa? Thầy giao hoán hai vị trí này. Tiếp tục, thầy sẽ áp dụng tính chất kết hợp. 127 cộng 73 cộng cho 39. Được không nào? Và 127 cộng 73 thì thằng này sẽ là bao nhiêu các em? 200, đúng chưa? Cộng cho 39 thì kết quả ở đây sẽ là 239. Được không nào? Rồi, tiếp tục chúng ta sẽ đến câu B. 135 cộng cho 360 cộng cho 65 cộng 40. Rồi. Như vậy nè, các em thấy cái số nào mà khi chúng ta gì giao hoán lại với nhau và kết hợp lại với nhau thì nó sẽ tròn chục và tròn trăm các em. Số nào? 135 và 65 này là một cặp. Đúng chưa nào? 135 cộng 65. Tương tự thầy cộng cho 360 cộng 40. Được không nào? Rồi, thầy sử dụng tính chất kết hợp. 135 cộng 65. Thằng này một cặp. Và thầy cộng cho 360 cộng cho 40. Thằng này một cặp. Được không các em? Ở trên này thầy sử dụng tính chất giao hoán nhé. Được chưa nào? Thầy đưa vậy này, 65 này. Vị trí thứ nhất, thứ hai, thứ ba, thứ tư. À, thầy đưa vị trí thứ ba về vị trí thứ nhì, thứ hai. Và vị trí thứ hai thầy đưa sang vị trí thứ ba. Được chưa nào? Ở đây thầy sử dụng tính chất kết hợp. Và thằng này sẽ bằng mấy? 200. Thằng này sẽ bằng mấy các em? 400. Vậy kết quả sẽ là 600. Được chưa nào? Như vậy thì việc mà vận dụng các tính chất giúp cho chúng ta gì tính toán một cách hợp lý rất nhanh. Câu C. 417 trừ cho 17 trừ cho 299. Vậy thì ở đây chúng ta thấy được gì các em? 417 này trừ 17 này đã là ok rồi này. Thì chúng ta không cần giao hoán nó nữa. Đúng không nào? Vậy thì thầy sử dụng tính chất kết hợp để thực hiện nó trước. Được chưa? 417 trừ 17 thì sẽ là 400 trừ cho 299. Như vậy thằng này sẽ là bao nhiêu nhỉ? 101. Được không nào? Rồi, xong câu C. Thì bạn nào mà chúng ta chưa ghi chép kịp thì các em cứ bấm dừng video và ghi chép nhé. Ta sang câu D. 981 trừ 781 cộng cho 29. Như vậy thì ở đây chúng ta thấy nè, 981 và trừ 781 này thì khi chúng ta nó thực hiện phép trừ nó vẫn gì ra số tròn trăm giống như câu C rồi, đúng chưa? Vậy thì ở đây chúng ta không cần giao hoán nữa. 781 và thầy sử dụng tính chất kết hợp để thực hiện hai số này trước.
981 mà trừ 781 thì thằng này sẽ là 200. Đúng chưa? Và cộng với 29 thì nó sẽ bằng 229. Ok không nào? Rồi, hiểu đúng không các em? Chúng ta sang bài số 2. Có thể tính nhẩm. Người ta yêu cầu mình tính nhẩm nhé. Tổng bằng cách gì? Tách một số hàng thành tổng của hai số hàng khác. Ví dụ, các em quan sát nè. 89 cộng cho 35 thì 89, người ta sẽ ghi lại 89. Cái số 35 này người ta sẽ tách thành 11 cộng với 24. Thì lý do vì sao người ta lại tách thành 11 cộng 24? Vì người ta sẽ tách ra cái số nào đó để chúng ta cộng với cái số 89 này các em này, thì nó sẽ ra là trồng trăm hoặc là trồng chục, trồng nghìn, vân vân. Được chưa? Vậy thằng này sẽ là gì? 35 sẽ tách ra 11 cộng với 24. Sau đó người ta sẽ kết hợp cái số thứ nhất và số thứ nhì này. Được không các em? Đây. 3 cộng với 24 thì nó sẽ 100. Cộng 24 là 124. Được chưa? Như vậy thì các em phải biết được là gì? Khi chúng ta phân tích thì chúng ta phải phân tích ra cái số nào đó để nó cộng với cái số này. À, cộng với cái số còn lại các em. 35 này là phân tích này, số 89 là còn lại. Nó cộng với số còn lại phải ra được những số trồng trăm, trồng chục và trồng nghìn. Ok chưa nào? Rồi, sang câu A. Bài 2A. Người ta có được là 79 cộng cho 65. Vậy thì chúng ta sẽ phân tích số nào? Hay phân tích số phía sau? Dạ, hoặc là phân tích số phía trước cũng được, tùy các em. Nhưng mà thầy sẽ gì? Sẽ chọn những cái số gì? Cái số nhỏ hơn để thầy đi phân tích. Đấy. Vậy thì 65 nè, đây là 79. Vậy thì thầy sẽ ghi lại thằng này nha. 79 thầy ghi lại nè. Cộng 65 này thầy sẽ phân tích thành hai số mà sẽ ra một số nào đó để cộng với 79 là để được 100. Thì thằng này thầy sẽ phân tích thành 21 cộng với lại 44. Ok không nào? 21 cộng 44 là 65. Rồi. Ở đây thầy sẽ sử dụng tính chất kết hợp cho hai số này cộng với nhau. 79 cộng cho 21, thầy kết hợp đây. Và thầy cộng cho 44. Hiểu không các em? 79 mà cộng với 21 á, thì thằng này sẽ là 100. Cộng với 44 thì thằng này sẽ là 144. Ok không nào? Rồi. Tương tự như thế, chúng ta đến với câu B. 996 cộng cho 45. Vậy thì chúng ta sẽ phân tích số nào? Phân tích số nhỏ hơn. Đúng chưa? Thế 996 này sẽ cộng với bao nhiêu để được 1000 nào? Cộng với 4. Vậy thì 45 này mình sẽ phân tích số nào mà nó chứa số 4 kìa? Thì rõ ràng chúng ta sẽ phân tích thành 4 cộng cho 41. Ok không nào? Đúng chưa? Rồi. Ở chỗ này thầy sẽ lấy gì các em? 996 thầy cộng cho 4 ha, kết hợp hai số này với nhau và thầy cộng cho 41. Vậy thằng này sẽ bằng gì? 1000 này cộng cho 41 thì nó sẽ bằng 1041. Ok không nào các em? Hiểu đúng không nào? Rồi, hết giấy rồi các em bấm dừng và ghi lại nha. Thầy lấy giấy khác nha. Rồi, tiếp tục. 37 cộng cho 198. Câu C ha. 37 này cộng cho 198 này. Rồi, tương tự như thế thì thầy sẽ chọn cái số mà nhỏ nhất thầy phân tích. Vậy thầy chọn số 37. Thế 198 này sẽ gì? Thiếu bao nhiêu nữa để được 200 nè? Thiếu 2. Vậy thì số 37 này thầy sẽ phân tích thành gì? 35 cộng 2. Rồi thầy cộng cho 198. Hiểu không các em? Rồi, thầy sẽ kết hợp hai số phía sau này. 35 này cộng ở ngoặc 2 cộng cho 198. 35 thầy ghi lại. 2 cộng cho 198 sẽ bằng 200. Và kết quả sẽ là 235. Hiểu hơn rồi đúng không nào? Rồi, chúng ta đi sang câu D.
Câu D thầy có được là 3492 cộng cho 319. Như vậy thì thầy sẽ chọn số nhỏ này thầy phân tích. Đúng chưa? Và cái số này á, 3492 này nó sẽ thiếu 8 để nó được là tròn trăm. Vậy thì ở đây thầy sẽ làm gì? 3492 này cộng cho gì? 8 cộng cho 311. Thầy sẽ phân tích số 319 thành 8 cộng 311. Ok không nào? Rồi. 3492 thầy cộng cho 8, thầy kết hợp hai số này lại với nhau và thầy cộng cho 311. Kết quả thằng này sẽ là 3500 cộng cho 311 và nó sẽ là gì các em? 3811. Đấy. Như vậy thì các em thấy rằng gì? Đối với các bài toán mà người ta nói mình tính nhẩm thì hầu như là chúng ta sẽ làm gì các em? Chúng ta không đặt phép tính và áp dụng các tính chất để như nào về việc phân tích và cũng như kết hợp giao hóa. Câu số 3. Có thể tính nhẩm ha, người ta cũng bắt mình tính nhẩm. Hiệu bằng cách thêm vào số bị trừ, thêm vào số bị trừ này và số trừ cùng một số thích hợp. Các em quan sát ví dụ 427 trừ cho 98. Như vậy ở đây người ta sẽ gì? Các em thấy nè, 98 này có phải nó sẽ được thêm 2 để được 100 không? Đúng chưa? Vậy thì đây thêm 2 thì chỗ này chúng ta cũng thêm 2. Được không các em? Đấy. Để khi gì? Khi thêm 2 vào đây, ta trừ cho 2 này nó sẽ hết này, 2 trừ 2 này. Các em hiểu được 2 trừ 2 nó sẽ hết. À, thêm số bị trừ một số và thêm số trừ một số giống nhau. Được chưa? Và khi chúng ta trừ thì nó sẽ là hết. Đấy. Và chúng ta thêm thì chúng ta phải chọn cái số nào để khi chúng ta thêm vào nó phải tròn trăm và tròn chục là tròn nghìn, vân vân. Ok chưa nào? Rồi, vậy người ta thêm 2 nè các em. Được chưa? Vậy thì thằng này sẽ là 429. Thằng này thêm 2 là 100 thì còn 329. Ok không nào? Tương tự như phép cộng đúng không các em? Rồi, chúng ta đi đến tính nhẩm. 321 trừ cho 96. 321 trừ 96. Như vậy thì chúng ta thấy được gì? Ba. Cái thằng này á 96 này nó sẽ thiếu mấy để được 100 nè? Thiếu 4. Đúng chưa? Vậy thì ở đây thầy thêm vào 4 và ở đây thầy cũng thêm 4. Ok chưa nào? Rồi, 321 trừ cho 96. Vậy thằng này sẽ bằng gì? 321 thầy thêm vào 4 và thầy trừ đi 96, thầy cũng thêm vào 4. Được không nào? 321 thêm vào 4 sẽ là 325, trừ 96 thêm vào 4 sẽ là 100. Vậy thì thằng này sẽ là 225. Được không các em? Tương tự như thế, các em xem thử ở đây chúng ta sẽ thêm vào bao nhiêu? 997 thì thêm vào 3. Đúng chưa? Thì ở đây mình cũng thêm vào 3. Ok chưa nào? Cứ thêm số vào số trừ bao nhiêu thì thêm số bị trừ bấy nhiêu, hoặc thêm số bị trừ bao nhiêu thì thêm số trừ bấy nhiêu. Được chưa? 1454 trừ cho 997 thì ở đây thầy sẽ thêm vào là số 3 cộng cho 3 này và trừ cho 997 này cộng cho 3 này. Đó nào. Cái thằng này sẽ là gì? 1457 trừ cho 1000 nè các em. Và thằng này sẽ là 450 57. Thì hầu như chúng ta không hề đặt phép tính các em nhé. Tương tự, thằng này chúng ta sẽ thêm bao nhiêu? Thêm 5. Đúng chưa? Thằng này chúng ta sẽ thêm 5. Không nào. Rồi, câu C. Thầy gấp cái giấy lại nha, nếu thầy đưa lên trên thì các em là ghi xuống dưới là thì các em lại không thấy được câu C. Nên bạn nào mà chưa chép được câu A và câu B thì các bạn cứ bấm dừng lại. 561 trừ cho 195. Vậy thì thằng này sẽ là gì? Thêm vào 5, đúng chưa?
561 thêm vào 5, trừ cho 195 thêm vào 5. Và thằng này sẽ là 566 trừ cho 200. Đúng không nào? Vậy thì thằng này sẽ là 366. Được không các em? Tiếp tục chúng ta đi đến câu D. Tương tự, thằng này 994 thì các em sẽ thêm mấy các em? Thêm 6, đúng chưa? Thằng này cũng sẽ thêm 6. Vậy thì câu D sẽ là gì? 2572 trừ cho 994. Thằng này sẽ là gì? 2572 thêm cho 6 và trừ 994 thêm 6. Ok chưa nào? Rồi, thằng này cộng vào sẽ là 2578 trừ cho 1000. Thì thằng này sẽ bằng 1578. Hiểu đúng không các em? Rồi, chúng ta sang bài số 4. Cho bảng giờ tàu từ tàu HP1 Hà Nội đến Hải Phòng tháng 10 năm 2020 như sau. Ga đi, đây là các ga của chúng ta nha. Chúng ta có ga Hà Nội này, Gia Lâm, Cẩm Giàng, Hải Dương, Phú Thái, Thượng Lý, Hải Phòng. Đây là quãng đường đi được nè các em. Đây là khung giờ đến ha, giờ đến của mỗi ga, được chưa nào? Và đây sẽ là giờ xuất phát của mỗi ga. Rồi, các em quan sát. Câu A, hãy tính quãng đường từ Gia Lâm đến ga Hải Dương. Vậy thì quãng đường từ Gia Lâm đến ga Hải Dương, Gia Lâm đâu? Gia Lâm đây nè. Hải Dương đâu? Đây. Quãng đường đây, đúng không các em? Vậy muốn biết quãng đường từ Gia Lâm đến ga Hải Dương là bao nhiêu? Chúng ta chỉ việc lấy ga Hải Dương trừ cho cái gì? Số quãng đường của ga Gia Lâm. Được không nào? Như vậy thì quãng đường từ ga Hải Dương đến ga Gia Lâm ha, thầy tính câu A trước. Quãng đường từ ga Hải Dương đến ga Gia Lâm là gì nào các em? Chúng ta sẽ lấy số 57 này trừ cho 5, đúng không? 57 trừ 5 sẽ bằng 52. Đơn vị quãng đường là km. Tương tự như thế, chúng ta sẽ có được gì nữa nào? Từ ga Hải Dương đến ga Hải Phòng. Ga Hải Dương là đâu? Đây, Hải Phòng là 102. Vậy muốn tìm quãng đường từ ga Hải Dương đến ga Hải Phòng, chúng ta cũng lấy gì các em? Quãng đường của ga Hải Phòng trừ cho Hải Dương, đúng chưa nào? Vậy thì ở đây chúng ta sẽ có được quãng đường từ ga Hải Phòng đến ga Hải Dương là gì? 102 trừ cho 57, đúng như nào? Và thằng này sẽ là bằng gì các em? 45. Đơn vị là km, được không nào? Rồi, tiếp tục xong câu A, chúng ta sang câu B. Hãy tính thời gian tàu đi từ ga Hà Nội đến ga Hải Dương và từ ga Hà Nội đến ga Hải Phòng. Như vậy thì các em quan sát nè. Giờ đi, thời gian đúng không? Tàu đi từ ga Hà Nội. Vậy thì ga Hà Nội là bắt đầu là đi là từ lúc 6 giờ nè. Đúng chưa? Đến ga Hải Dương, giờ đến ở trên này các em này. Giờ đến là bao nhiêu? Ga Hải Dương của mình này. Giờ đến là 7 giờ 15. Vậy thì tương tự như quãng đường, chúng ta chỉ việc lấy cái giờ đến này trừ cho cái thời gian giờ đi, ta sẽ ra được cái thời gian mà tàu đi từ ga Hà Nội đến ga Hải Dương, đúng chưa nào? Và tương tự như thế, ga Hà Nội đến ga Hải Phòng, ga Hải Phòng của mình giờ đến là đây, đúng chưa? Em xem cột giờ đến này. Đấy. Vậy thì thằng này chúng ta sẽ lấy gì? Cái giờ đến của ga Hải Phòng trừ cho
giờ đi của ga Hà Nội thì nó sẽ ra được cái quãng cái thời gian mà từ ga Hà Nội đến ga Hải Phòng. Hiểu không các em? Rồi, thời gian tàu đi từ ga Hà Nội đến ga Hải Dương. Câu B. Thời gian tàu đi từ ga Hà Nội đến ga Hải Dương là gì? Đến ga Hải Dương nè, ga Hải Dương là 7 giờ. À, 7 giờ 15 phút. Nào. Và cái giờ đi của nó sẽ là bao nhiêu? Giờ đi của ga Hà Nội là 6 giờ. À, giờ đến là 7 giờ 15. Giờ đi là 6 giờ. 6 giờ 00 phút đó các em. Ngoài thì chúng ta sẽ có được gì? 7 giờ 15 mà trừ cho 6 giờ 00 phút thì rõ ràng ở đây ta sẽ có được đó là 1 giờ 15 phút. Đúng không nào? 1 giờ 15 phút. Rồi, tương tự. Thời gian tàu đi từ ga Hà Nội đến ga Hải Phòng là, ga Hải Phòng là giờ đến là bao nhiêu? Giờ đến này, ga Hải Phòng là 8 giờ 25. Đúng chưa? 8 giờ 25 phút. Và giờ đi của ga Hà Nội là bao nhiêu các em? Là 6 giờ, đúng không? 6 giờ 00 phút, đúng chưa? Đấy. Vậy thì tương tự lấy 8 trừ 6 là được 2 giờ này ha. Và 25 phút này. Đúng chưa? Rồi, xong câu B. Các em có hiểu không nào? Tiếp tục, chúng ta đến câu C. Tàu dừng bao lâu ở ga Hải Dương? Ha. Ga Hải Dương của mình đây. Thế thì giờ đến là 7 giờ 15 này và giờ đi là 7 giờ 20. Như vậy chúng ta sẽ lấy cái giờ đi này trừ cho cái giờ đến thì chính là cái thời gian mà tàu dừng ở ga Hải Dương, đúng chưa? Tương tự ga Phú Thái. Hải Dương này, Phú Thái này. Cũng giờ đến. À, giờ đến là 7 giờ 46, giờ đi là 8 giờ 7 giờ 48. Vậy chúng ta cũng lấy gì? Giờ đi trừ giờ đến thì sẽ ra cái thời gian tàu dừng. Đúng không nào? Câu C. Thời gian tàu dừng ở ga Hải Dương là gì? Lấy 7 giờ 20. Đúng chưa? Trừ cho 7 giờ 15. Như vậy thì sẽ là dừng 5 phút. Được không các em? Tương tự, thời gian tàu dừng ở ga Phú Thái là, chúng ta cũng lấy giờ đi trừ cho giờ đến, tức là 7 giờ 48 phút trừ cho 7 giờ 46 phút thì sẽ là thời gian nghỉ là 2 phút. Được nào? Rồi, cuối cùng câu D. Tính thời gian tàu thực chạy trên quãng đường từ ga Gia Lâm từ ga Gia Lâm đến ga Hải Phòng. Từ ga Gia Lâm đến ga Hải Phòng. Như vậy ga Gia Lâm đây, ga Hải Phòng đây. Cái giờ đi của ga Gia Lâm là gì? 6 giờ 16. Giờ đến của ga Hải Phòng là 8 giờ 25. Được chưa nào? Như vậy chúng ta sẽ lấy cái thời gian này, 8 giờ 25 này ta trừ cho 6 giờ 16 thì sẽ ra được cái thời gian mà đi từ Gia Lâm đến Hải Phòng. Nhưng đề bài hỏi gì? Thời gian tàu thực chạy, có nghĩa là chúng ta phải trừ đi cái thời gian nghỉ ra các em. Được chưa? Và các em quan sát nè. Bắt đầu từ Gia Lâm này tới Cẩm Phà này, nghỉ mất 2 phút nè các em. Đó, nghỉ mất 2 phút. Đúng chưa? Từ Hải Dương khi nãy mình tính thì
thì nó nghỉ mất 5 phút nè. Đúng chưa nào? Phú thái mình tính khi nãy thì nó nghỉ được, nó nghỉ mất 2 phút nè. Tương tự, thường lý nghỉ mất 2 phút nữa. Đấy, rồi mới đến ga Hải Phòng. Như vậy tàu thực chạy có nghĩa là gì? Chúng ta phải trừ những cái thời gian nghỉ này ra. Được không các em? Rồi, thế thì đầu tiên thầy đi tính cái thời gian thời gian mà tàu đi từ Gia Lâm đến Hải Phòng cái đã. Là tức là bao gồm luôn cái thời gian nghỉ đó. Thời gian tàu đi từ Gia Lâm đến Hải Phòng là đây là thời gian tàu đi các em, từ Gia Lâm Hải Phòng là, nếu như các em mà vẫn chưa hiểu rõ thì gì, bao gồm thời gian nghỉ. Tức là thầy vẫn chưa tính cái thời gian mà thực để tàu chạy ha. Là gì? 8 giờ 25 phút trừ cho cái thời gian bắt đầu xuất phát là ở Gia Lâm là 6 giờ 16. À, 6 giờ 16 phút. Như vậy thì ở đây ta sẽ có được đó là gì? 25 trừ cho 16. Đúng không? Thì thằng này sẽ là 2 giờ 9 phút. Đúng chưa? 2 giờ 9 phút. Đây là cả thời gian vừa nghỉ luôn. Thì bây giờ chúng ta đi tính cái thời gian thực chạy. Đúng chưa? Này. Thời gian thực chạy này thì chúng ta phải trừ cho cái số thời gian nghỉ này nè các em. Đây nè. Vậy thì ta nó phải ghi là gì? Tàu nghỉ ở ga gì? Cẩm Giàng này, Phú Thái này, Thượng Lý là mỗi ga 2 phút, đúng chưa? Tàu nghỉ ở ga Cẩm Giàng, Phú Thái, Thượng Lý mỗi ga 2 phút. Đúng chưa? Rồi, tiếp tục. Và ở ga Hải Dương là 5 phút. Là 5 phút. Còn tính cái thời gian nghỉ thì các em đã tính ở câu C rồi đúng không? Đấy, còn những cái tàu chỗ này mà chưa tính thì các em cứ tính thôi, được chưa? Nếu giáo viên hỏi thì các em cứ tính thôi. Rồi. Vậy gì? Vậy là thời gian tàu thực chạy. Cái từ thực chạy này có nghĩa là chúng ta phải trừ đi cái thời gian nghỉ các em. Thời gian tàu thực chạy từ ga Gia Lâm đến ga Hải Phòng là gì? Chúng ta sẽ lấy này, cái thời gian mà tàu đi được nè. 2 giờ 9 phút. Chúng ta trừ cho gì? Ở Cẩm Giàng nè, Phú Thái, Thượng Lý mỗi ga 2 phút nè. Cẩm Giàng 2 phút này. Phú Thái 2 phút này. Thượng Lý 2 phút này. Các em cứ ghi ngang qua nhé, thầy hết giấy nên thầy ghi xuống dưới luôn được không các em? Và Hải Dương nè, chúng ta thầy lại nối giấy vào luôn nha. Này thầy nối vào luôn để các em tính cho nó rành mạch. À, trừ cho gì? À, trừ cho Hải Dương là 5 phút này. Ok không nào? Đấy. Và thì nó bằng bao nhiêu? Thằng này sẽ ra được là 61 2 giờ 9 phút, đúng không? Thì chúng ta sẽ trừ thì thằng này sẽ là 1 giờ 58 phút này. Còn lại là 1 giờ 58 phút. Ok chưa nào? Rồi như vậy thì cái thời gian mà tàu thực chạy là 1 giờ 58 phút. Được không các em? Chúng ta đến với câu số 5. Một cơ thể trưởng thành khỏe mạnh cần nhiều nước. Lượng nước mà cơ thể một người trưởng thành mất đi
mỗi ngày ha, mất đi mỗi ngày là khoảng nè 450ml nước qua da. Tức là ở đây chúng ta sẽ có được gì các em? Chúng ta sẽ có được cái lượng nước mà mất đi các em ha. Nước mất đi á. Mất đi thì chúng ta sẽ có được gì? 450ml ha, thằng này là qua da, tức là mồ hôi đấy. Tiếp tục 550ml qua hít thở. 550ml này là qua hít thở. 150ml qua đại tiện. 50ml qua thằng này là đại tiện. 350ml qua trao đổi chất. 350ml này là trao đổi chất. Và 1500ml qua tiểu tiện. 1500ml qua tiểu tiện. Rồi tiếp tục. Vậy thì lượng nước mà cơ thể một người trưởng thành mất đi trong một ngày khoảng bao nhiêu? À, như vậy thì đây chính là các lượng nước trong một ngày mà người trưởng thành đó mất đi, đúng chưa? Chúng ta cộng hết lại thì sẽ ra. Và câu A thì ta cộng hết lại thôi. Được không các em? Rồi, ở đây thì lượng nước mà cơ thể một người trưởng thành mất đi ha. Lượng nước mà cơ thể một người trưởng thành mất đi trong một ngày là gì? Chúng ta lấy 450 này cộng cho 550, cộng cho 150, cộng cho 350 và cộng 1500. Thằng này là bằng 1000 nè các em ha. Thằng này là 500 này, là 1500. Vậy thì thằng này sẽ là cộng với 1500 nữa, thằng này sẽ là 3000 và đơn vị là ml. Được chưa nào? Đơn vị là ml. Câu B. Qua việc ăn uống mỗi ngày cơ thể hấp thụ ha, hấp thụ tức là thêm vào á các em. Thêm vào được khoảng là 1000ml ha, 1000ml nước. Một người trưởng thành cần phải uống thêm khoảng bao nhiêu nước nữa để cân bằng lượng nước đã mất? Như vậy thì có nghĩa rằng gì? Hấp thụ được khoảng 1000 rồi qua việc ăn uống, đúng chưa? Vậy thì chúng ta sẽ việc là cần gì các em? Chúng ta chỉ cần lấy cái lượng nước đã mất đi trừ cho cái 1000 mà đã hấp thụ qua ăn uống thì chúng ta sẽ biết được lượng nước một người sẽ thiếu bao nhiêu nữa trong một ngày. Được không nào? Rồi. Vậy thì ở đây đề bài hỏi là gì? Một người trưởng thành cần phải uống thêm khoảng bao nhiêu nước để cân bằng lượng nước đã mất? Là gì? Ở đây chúng ta sẽ gì các em? Lượng nước phải uống thêm của một người trưởng thành. Lượng nước phải uống thêm của một người trưởng thành để cân bằng lại lượng nước đã mất là gì nào? Là 3000 trừ cho 1000 hấp thụ qua ăn uống, đúng chưa? Vậy thì sẽ còn lại là 2000ml. Như vậy thì mỗi ngày một người đó phải uống thêm 2000ml nữa, tức là gì các em? Tức là thằng này chính là 2 lít nước đấy ha, 2 lít nước nữa. À, uống nhiều đúng không các em? Mất nhiều và chúng ta phải uống nhiều nước vào, được chưa nào? Rồi chúng ta đi đến câu số 6. Bạn nào mà chúng ta chưa chép kịp thì chúng ta cứ bấm dừng video các em nhé. Câu số 6, sử dụng máy tính cầm tay. À, đây là máy tính cầm tay các em. À, thì máy tính thầy cũng khá cũ rồi, thầy mua cũng đã khá lâu rồi. Và ở đây nè,
cái nút on này nè các em, thì nó là nút khởi động máy tính lên. Và chúng ta muốn tắt máy tính thì chúng ta bấm gì? Shift này ha. Và bấm cái nút AC này cho nào, thì nó sẽ tắt máy tính. Rồi, và trong này đề bài nói gì? Nút dấu cộng và nút dấu trừ, thì đây chính là nút cộng và nút trừ các em ha. Và đây là nút dấu bằng. Được chưa? Thực hiện phép tính. Thực hiện phép tính này thì ở đây các em quan sát nha. Chúng ta sẽ bấm gì? Bấm 325, bấm dấu cộng, bấm 497 và bấm dấu bằng. À, tức là chúng ta bấm cái phép tính ở đây. Rồi, đầu tiên khởi động máy tính này. Bấm 325, thầy đẩy lên xíu nha vì không thấy được bên dưới. Ha, à, bấm này. 3 này, 2 này, 5. Được chưa? 325. Rồi, các em nhìn quan sát màn hình nha. Cộng, thầy bấm dấu cộng, trừ chỗ nào? Cộng 497 497 được chưa nào? Và sau đó bấm dấu gì? Bấm dấu bằng thì nó sẽ ra kết quả cho mình là 822. À, kết quả của mình đây các em, 822. Ok không nào? Tương tự như thế, chúng ta bấm gì? 7 ha, số 7 này, bấm số 4 này, bấm số 9 và bấm dấu dấu gì? Dấu trừ các em nhé. Tiếp tục bấm số 5, số 8 và số 6. Ok chưa? Bấm thì mình phải nhìn lên trên để nó hiển thị xem thử đúng cái phép tính của mình hay không. Và các em bấm dấu bằng. À, bấm dấu bằng thì nó sẽ ra là 163. Được chưa? Phép tính cuối cùng 319, các em bấm 319 này. Bấm dấu cộng này. À xin lỗi, chỗ này là bấm dấu trừ các em nha. Và nếu như này, là giả sử này, các em mà chỗ này các em bấm dấu cộng các em thấy bị sai ấy, thì các em bấm cái nút mà trên DL này, thằng này delete các em. À, xóa đi. Chứ đừng có bấm AC lại từ đầu thì nó lại rất mất công nếu như chúng ta bấm một cái phép tính biểu thức dài. Ở chỗ này sẽ là trừ. Trừ bao nhiêu? 26 này. Cộng 412. Đấy, nhìn vào để kiểm tra lại cho chính xác nha, vừa bấm vừa nhìn nha các em. Và các em bấm dấu dấu bằng thì nó sẽ ra cho mình là 705, đúng như nào? À, 705. Đề bài nói gì? Dùng máy tính cầm tay để bấm các biểu thức này thì chúng ta bấm thôi. Thằng này là 1230 34 cộng 567. Đây các em. Được chưa? Rồi, bấm dấu bằng thì nó sẽ ra là 1801. Vậy thì các em sẽ ghi kết quả vào đây bằng 1801. Các em ghi, bỏ cái dấu chấm phẩy đi, các em ghi cái này vào trong vở của mình nha. Thầy có đó sẵn rồi nên thầy không ghi nữa. Tiếp tục 413, các em bấm 413. Bấm dấu trừ 256. À, nhìn thấy chưa? Rồi, và tương tự thế các em bấm dấu bằng thì nó sẽ ra cho mình là 157. À, các em điền vào 157. Được không nào? Đấy. Rồi, nhiều em là bấm cái này là rành lắm rồi đây, không cần hướng dẫn đâu. 654 ra 654 trừ cho 450 450 trừ 74 ha, 74 đó. Rồi, nhìn thấy đúng này. Rồi các em làm gì nữa? Bấm dấu bằng thì sẽ ra là 130. Rồi, được không các em? Rồi như vậy thì khi tắt máy tính thì các em bấm shift này ha. Và bấm phím AC. Và máy tính này mà chúng ta mà để một khoảng tầm quên tắt, chúng ta để khoảng tầm khoảng 5 phút thì nó vẫn tự tắt đó các em. Rồi như vậy thì thầy vừa mới quay xong bài tập từ bài 1 đến bài 6. Thì trong video sau thầy sẽ tiếp tục quay lý thuyết của bài số 4. Các em xem trước bài số 4 để chúng ta học cho tốt. Xin chào và hẹn gặp lại các em. Chúc các em học tốt.